vô nước sốt, mình sẽ chấm nó vào nước sốt. Mà mỏng thiệt mỏng luôn. Ngon quá bạn ơi. Mình mới order về cái hộp cá nóc này. Đây để mình quay cho các bạn xem ha. Và cái hộp cá nóc ở bên Nhật nó có tên là fugu. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem cái hộp cá nóc này nha. Thì cá nóc hôm nay mình mua là sashimi. Và hôm nay thì mình sẽ ăn thử sashimi cá nóc. Thì ở Nhật á, ngoài bò Kobe ra thì cá nóc cũng rất là nổi tiếng. Và nó có giá rất là đắt đỏ. À, mình thấy ở trong đây nó có tờ giấy nè. Ở trong đây nó có tờ giấy. Thì tờ giấy này nó sẽ giới thiệu những cái món cá nóc đó các bạn. Ở đây người ta nấu lẩu luôn. Và làm rất nhiều món. Có trà cái đuôi cá nóc này nè. Cái đuôi cá nóc này thì người ta sẽ lấy và người ta nấu trà. Đây ở ngoài đây nữa ha, rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra thử cho các bạn xem bên trong. Wow. Cái hộp cá nóc nhìn đẹp quá mấy bạn. Sashimi cá nóc. Các bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ lấy kéo mình cắt ha. Trong đây thì có một bịch nước sốt nữa. Đây là hộp sashimi cá nóc của mình ha. Mình sẽ bỏ luôn cái hộp phần này ra luôn. Tại vì nó có bao cái bao ni lông lại nè. Thì mình sẽ cho ra luôn. Bây giờ thì mình sẽ trang trí một chút xíu cho cái dĩa đồ ăn của mình. Mình sẽ cho một ít ngò lên, một cái hoa cúc, một cái chút xíu xà lách sắn tím của mình. Mình để lên như vậy thôi. Mình sẽ để như thế này thôi các bạn. Để trang trí đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem thử dĩa cá nóc này nha. Mình sẽ ăn cái món fugu hay còn gọi là sashimi cá nóc nha các bạn. Thì ở Nhật nó có rất là nhiều món ăn nổi tiếng. Ngoài bò Kobe ra thì nó còn có sashimi cá ngừ đại dương, sashimi cá heo hoặc là cá voi xanh. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử món này. Và đây là một trong những cái món được gọi là cực độc, độc nhất thế giới. Ở trong nhựa 10 loại cá, mười mấy loại cá của thế giới. Và bây giờ thì mình sẽ quay cái giờ mà mình ăn cho các bạn xem. Đồn rằng là trong vòng một tiếng đồng hồ nó có thể giết chết được một người đàn ông cao to lực lưỡng. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử coi cái lời đồn nó như thế nào ha. Thì ở Nhật nó làm rất là an toàn, cho nên nó rất là nhiều khách du lịch đến với nước Nhật cũng để muốn thưởng thức cái món cá nóc sashimi cá nóc này. Bây giờ mình sẽ quay cái giờ ăn cho các bạn xem. Bây giờ là 12 giờ 19 phút, mình sẽ ăn thử cái sashimi để giới thiệu cho các bạn ha. Để mình coi trong vòng một tiếng đồng hồ sau thì cái kết quả sẽ như thế nào, rồi mình sẽ quay review lại cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái nước sốt. Mình xé ra. Hôm nay sao ăn mì với lại xúc xích đó cô chú. Mình sẽ cho nước sốt vào trong dĩa. Giờ mình sẽ quậy cái loại nước sốt này lên nha. Hôm nay mình ăn thử cái loại cá cực độc, cho nên mình cũng khuyên các bạn sau khi xem cái video của mình thì các bạn đừng có dại dột mà lấy con cá nóc và chế biến ra ăn nha các bạn. Nếu mà các bạn ở những nước khác hay ở Việt Nam mà các bạn không biết cái cách chế biến thì mình cũng khuyên các bạn đừng nên làm, và mình sẽ sợ cái kết quả xấu nó xảy ra đó. Cho nên bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Bây giờ mình sẽ gắp thử một miếng. Nó rất là mỏng các bạn, nó mỏng thiệt là mỏng luôn. Nước sốt.
Xin mời tất cả các bạn nha. Hôm nay mời các bạn món này, không biết các bạn có dám ăn không? Bây giờ hôm nay thì mình ăn cái món này chung với cơm, và mình ăn chung với một ít súp miso. Cái món này thì mình order trên mạng về, và mình cũng nói luôn giá cho các bạn biết là nguyên cái dĩa này mình mua là 6 sen 1,2 triệu tiền Việt Nam. Món này nó rất là đắt đỏ tại Nhật đó các bạn, tại vì là cái cách chế biến nó khó và chỉ có một số đầu bếp giỏi thì người ta mới chế biến được, cho nên nó rất là mắc. Ở Nhật mà ăn còn mắc như vậy thì ở những nước khác nếu mà có chế biến được hay là do người Nhật làm thì mình nghĩ cũng mắc lắm chứ không có rẻ. sao ăn sao không mời cô chú ra húp hết nước luôn. Bây giờ thì mình mời các bạn ăn với mình nha. Cái nước chấm này của mình thì nó không phải là nước tương hay soju của Nhật nha các bạn. Nó giống như là giấm và nó giống như là bon dư vậy đó. Bon dư có nghĩa là một loại giấm mà là giấm trái cây. Và nó bỏ chung cái màu đỏ đỏ trắng trắng hồi nãy là củ cải và ớt, nó bỏ chung nó cà ra các bạn. Thì cái cá này khi mà mình chấm vô á, trong đây mình ăn á, thì mình thấy nó mình ăn cái sashimi cá nóc này mình thấy nó rất là dai, nó có một cái vị béo nhỉ là được. Để mình thử cái ở giữa nha, cái phần ở giữa nó có sụng sụng về thì nó gửi cho mình đông lạnh á, cho nên nó vẫn còn lạnh. Đây mời các bạn nha. Cái phần ở giữa này ngon các bạn, nó giống như cái sụn gì, nó nằm ở phần nào của con cá nóc nhưng mà nó rất là có cái sụn, ăn nó giống như là lỗ tai heo vậy các bạn. Ngon quá, mong là kết quả sau khi ăn này là không sao. Nhưng mà mình cũng rất là yên tâm khi ăn món này các bạn ơi. Để mình bỏ này ra nha, mình yên tâm khi ăn món này, tự mình ăn tại Nhật á mình cũng yên tâm nữa. Mình mời tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chấm vô trong giấm hay là bon dư á. Mời tất cả các bạn. Cái phần này đó bạn, rất là ngon. Ăn đại loại như lỗ tai heo vậy. Nó cắt mỏng, thiệt mỏng luôn các bạn. Mình nhờ, khi mà mình ăn cái món này mình thấy nó cắt mỏng, mình nhớ đến câu nói của ba mình ở lúc ở Việt Nam á. Ba mình nói á, trời ơi cái tô hủ tiếu mì gõ gì mà nó cắt cái miếng thịt mỏng, thiệt là mỏng, quăng một phát là dính dách luôn. Thì cái này nó cũng giống y chang vậy, mà công nhận cắt điêu luyện các bạn ha. Cắt mà mỏng, thiệt mỏng luôn. Sang nhanh quá con, sang hết rồi. Hôm nay sang nhanh hơn mẹ nữa. Mời tất cả các bạn nha. Ngon quá bạn ơi. Nó dai dai, nó hơi béo béo nhẹ nhẹ. Cái phần ở đây thì sụn, nó giòn giòn. Sao múc trong máng ăn hết đi con. Đúng rồi, múc trong máng ăn hết rồi. Ở Nhật có rất là nhiều món nó ghê lắm các bạn. Món này cực độc. Và có một món nữa gọi là sashimi gan á các bạn. Gan của cá nè, gan của bò, của heo. Và nó ăn sống á các bạn.
thì cái miếng gan đó nó còn sống, và khi mình ăn á, mình chấm vô nước sốt và nó vẫn còn máu, khi mình ăn vô thì máu nó chảy, máu nó chảy hai bên nè các bạn, nhìn ghê lắm, giống như là con ma cà rồng vậy đó. Mình cũng sợ món đó, và món đó hiện tại bây giờ hạn chế bán các bạn, ít nhà hàng bán lắm. Mình gấp có vài miếng mà hết nữa bạn. Nó mắc, nó đắt đỏ mà nó mắc, mà tính ra có vài lát các bạn. Nó đựng trên cái dĩa bự cho ba, nó đựng trên cái dĩa bự thiệt bự, thật chứ đâu có nhiều đâu. Sang xong rồi, sang xong rồi cô chú ơi, sang nhanh hơn mẹ nữa. Sa nó ăn hết tô mì rồi cô chú, nó ăn nhanh còn hơn mẹ nữa. Bây giờ mình sẽ cho Sa một củ sữa chua. Rồi con ăn đi. Rồi mình sẽ ăn cho hết chén cơm mình còn như đây nè. Mình còn vài miếng mình ăn luôn nha. Ngon các bạn ơi. Nó ngon. Mà cá cực độc cho nên mắc quá. Hôm nay mình order về ăn cũng là lần đầu tiên mình ăn cái cá này, bây giờ nó dính. Nhưng mà chồng mình nói ở Nhật rất là an toàn cho nên ăn không có sao hết trơn á, trừ khi nào mình tự chế biến nhà mới là nguy hiểm. Mình ăn hết chén cơm rồi, còn lại một ít nè, để tối mình ăn tiếp. Phần ăn 6 sen 1,2 triệu các bạn. Dễ sợ chưa? Mình mời các bạn chén súp miso mình nấu nha. Mình ăn thì còn lại một chút xíu như đây, mình để tối mình ăn tiếp. Và mình sẽ đợi một tiếng đồng hồ sau, và mình sẽ quay cái đồng hồ cho các bạn xem, để biết được cái kết quả sau khi mình ăn cái món này. Bây giờ là 3:23, có nghĩa là sau hơn 3 tiếng mình ăn sashimi cá nóc đó các bạn. Giờ trong người mình thì mình cảm thấy bình thường, vẫn khỏe mạnh bình thường. Thì mình cũng muốn giới thiệu đến với các bạn loại cá nóc, loại sashimi cá nóc mà nó nổi tiếng ở Nhật. Nếu như những bạn nào đến Nhật, nếu mà các bạn có làm gan thì các bạn cũng ăn thử cho biết. Thì như các bạn cũng đã thấy thì ở Nhật người ta chế biến rất là an toàn, và các bạn cứ yên tâm vì điều đó ha. Thì cái video của mình kết thúc tại đây, và mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu các bạn thấy thích cái kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp mẹ con mình nha. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Sa nó ngủ rồi cho nên nó không máy bay cô chú được rồi.